Khi tham gia ở trong cái thị trường cryptocurrency thì chúng ta luôn luôn có những cái kỳ vọng cũng như là tìm kiếm được những cái lợi nhuận rất là cao ở trong cái thị trường này. Và bản thân mình cũng như là các bạn đều biết đó là ở trong cái thị trường này thì nó có cái độ crazy rất là lớn khi mà so sánh với lại những cái thị trường tài chính khác, ví dụ như là chứng khoán này, thị trường vàng hay là thị trường bất động sản, thì đối với cái thị trường cryptocurrency này nó có rất là nhiều những cái kèo có thể là ích tài sản này, hay là giúp chúng ta có thể là thay đổi vị thế từ một cái số vốn khá là nhỏ. Cũng như là đối với cái thị trường crypto này thì nó sẽ phù hợp với lại những người mà trẻ tuổi như chúng ta, là những người mà có cái số vốn ít này. Tuy nhiên là chúng ta lại có một cái lợi thế hơn, đó là tiếp cận công nghệ dễ hơn. Và tất cả chúng ta khi mà bước chân vào trong cái thị trường này thì đều mong muốn đó là cái tài sản của chúng ta nó có thể là XX tài sản rất là nhiều sau mỗi một cái mùa uptrend. Và khi mà chúng ta nhìn lại quá khứ ấy, tất cả chúng ta đều thấy nó rất là dễ dàng, cũng như là nếu như chúng ta chỉ cần tham gia vào thị trường này ở trong những cái mùa sideways tích lũy thôi, thì đến mùa uptrend thì chúng ta tìm kiếm ở những cái lợi nhuận rất là cao, đúng không? Tuy nhiên thì cái việc đó nó có thực sự là dễ dàng hay không? Cũng như là trong cái mùa uptrend sắp tới này, cái việc mà chúng ta gồng lời để mà có thể gia tăng tài sản ít, nó thực sự có dễ dàng như chúng ta đang nghĩ hay không? Thì ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bạn nhé. Ok, thì cái đầu tiên khi mà nhìn lại quá khứ ở đây thì chúng ta thấy là nếu như chúng ta mua coin, kể cả chúng ta đu đỉnh nhá, đối với Bitcoin ở đây chúng ta nhìn lại, chúng ta đu đỉnh ở trong những cái mùa 2017, 2018 rồi, đặc biệt đó là khi mà chúng ta có thể là có dòng tiền chúng ta tích lũy ở những cái thời điểm ở vùng dưới này, thì khi mà đến cái mùa uptrend cái lợi nhuận nó mang lại, thị trường mang lại cũng như Bitcoin mang lại rất là cao, đúng không? Giả sử như chúng ta mua đúng đỉnh ở vùng từ 10 đến 12 đô ở trong cái con sóng ngắn, tức là ở trong cái con sóng nhỏ khi mà trước khi vào mùa uptrend, thì chúng ta mua đúng đỉnh ở vùng 10 đến 12 đô, thì đến mùa uptrend Bitcoin nó lên khoảng độ từ 50 đến 70 nghìn đô. Vậy thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là x 5 lần tài sản khi mà chúng ta mua đúng đỉnh ở trong cái mùa tích lũy. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta phân bổ vốn ấy, thì chúng ta phân bổ DCA đều có thể là mua được ở những cái vùng giá nó có thể là tốt hơn, đúng không? Đây là đối với Bitcoin, thì trong cái việc mà chúng ta đu đỉnh ở trong cái mùa tích lũy thì đến uptrend nó vẫn đều có cái tỷ suất lợi nhuận cao. Nếu như chúng ta xem lại ấy, chúng ta đều ước mong đó là chúng ta đu đỉnh ở những cái vùng ở dưới này. Khi mà nhìn lại thì chúng ta thấy rất là dễ dàng, dù có đu đỉnh thì đến mùa uptrend nó cũng có cái lợi nhuận rất là cao. Hay là nhìn sang ETH ở đây, chúng ta thấy là ETH nó càng thể hiện cái sự tăng trưởng rất là lớn hơn so với lại Bitcoin ở đây. Ví dụ như ở chu kỳ trước, chúng ta nhìn lại khi mà ETH nó đạt đỉnh đâu đó là khoảng 1,2, 1,3 nghìn đô, rồi nó điều chỉnh về tận là 100 đô, đáy là đâu đó là 80 mấy đô ấy. Đó, thì loanh quanh ở cái vùng 100 đô đến 150 đô ở trong một khoảng thời gian rất là lâu. Và nếu như chúng ta mua coin, chúng ta tích lũy được ở những cái vùng dưới này cũng như là ở những cái thời điểm dưới này, thì khi mà mùa uptrend tới, chúng ta nhìn lại nó lên đâu đó khoảng hơn 4.000 đô và cái đỉnh điểm của nó lên là 4.800 đô. Vậy thì chúng ta mua coin mà chúng ta mua ở những cái vùng mà ở từ 150 đô đến 100 đô ấy, ở những cái vùng dưới này, thì cái tỷ suất lợi nhuận nó mang lại rất là lớn. Ngay cả trong trường hợp mà chúng ta đu đỉnh ở đúng những cái con sóng gọi là sóng hồi á, khi mà nhìn lại ở đây nó là khoảng 200-300 đô chẳng hạn, thì nếu mà so với lại vùng uptrend là đâu đó là khoảng 4.000 đô, thì chúng ta mua 200-300 đô nó vẫn có cái tỷ lệ ROI rất là cao, đúng không? Thế là trong trường hợp mà chúng ta đu đỉnh ở trong cái mùa sideways và tích lũy đó. Đó, thì khi mà nhìn lại quá khứ thì chúng ta thấy là nó luôn luôn khá là dễ dàng như vậy. Và dù cho trong cái mùa ở sideways và tích lũy chúng ta có mua với lại mức giá cao, thì đến uptrend nó đều có những cái tỷ lệ ROI rất là cao. Vậy thì chúng ta nhìn lại quá khứ này, chúng ta nhìn lại những cái mà nó diễn ra như vậy rồi thì chúng ta thấy rất là dễ dàng. Còn ở trong thời điểm hiện tại, ở khi mà market nó đang diễn ra ấy, thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta gồng qua tâm lý hay là vượt qua được nỗi sợ hãi thì nó rất là khó. Ví dụ như ở thời điểm này thì chúng ta
đang có những cái cơ hội để mà mua tích lũy được Ethereum ở những cái vùng giá rất là thấp. Tuy nhiên thì mọi người lại đều sợ hãi khi mỗi khi mà Ethereum điều chỉnh cũng như là Bitcoin điều chỉnh ấy, thì chúng ta luôn luôn sợ. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta mua được ở những cái thời điểm giá hiện tại bây giờ thì nó cũng đâu đó là khoảng những cái thời điểm như thế này ở trong cái mùa mùa uptrend năm 2021. Đấy, thì nó sẽ rơi vào thời điểm là chân sóng của trong cái mùa trước ấy. Vậy thì ở đây chúng ta mua được ở những cái vùng giá hiện tại thì sau này nhìn lại thì mình tin là sẽ là những cái vùng giá mà ước mơ của rất là nhiều người. Ví dụ như là Ethereum nó có thể là lên tới là 8.000 đô hay là 10.000 đô ở trên này chẳng hạn. Thì cái câu chuyện là sau này nhìn lại thì ở những cái vùng giá ở dưới này là những cái vùng giá rất. Nếu như chúng ta nhìn lại ở cái đỉnh 2017, 2018 thì nhìn lại ở đây nó rất là cao, nhưng mà đến năm 2021, 2022 nhìn lại thì nó lại thành rất là thấp và là cái đỉnh nhỏ. Thì tiếp đến ví dụ như là đến cái mùa 2025 này, thì khi mà nó tạo ATH mới thì những cái đỉnh này nó lại nhìn nó nhỏ hơn. Đó, thì cái câu chuyện ở đây mình chia sẻ đó là khi mà chúng ta nhìn lại quá khứ ấy, thì chúng ta thấy rất là dễ dàng đúng không? Còn đâu là ở trong cái market, khi mà chúng ta ở trong market ấy, nó luôn luôn có rất là nhiều những cái sóng nhỏ, rồi những cái đợt điều chỉnh nhỏ, rồi những cái tin tức phút ra để mà hợp thức hóa. Nên là cái câu chuyện nó là gồng gồng đến uptrend thì nó không hề dễ dàng như chúng ta xem lại. Đó là mình lấy ví dụ đối với Bitcoin và Ethereum. Còn đâu là chúng ta nhìn lại ví dụ như là những cái đồng altcoin khác thì nó còn có cái độ crazy rất là lớn hơn rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta nhìn lại, chúng ta chỉ ước mong đó là chúng ta mua BNB ngay cả đu đỉnh ở trong cái mùa tích lũy thôi. Ví dụ như là đu đỉnh ở cái vùng 40 đô, 30 đô như thế này, đúng không? Đây là mua đúng đỉnh nhá. Còn đâu là mua được ở những cái vùng 15, 16 đô thì khi mà uptrend ấy, nhìn lại thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ ROI nó đạt rất là cao. Ví dụ như là đây, nếu như chúng ta mua được ở những cái vùng 15, 20 đô thì đến mùa uptrend nó lên đâu đó là khoảng 600 đô. Tính ra là nó cũng vẫn x đâu đó là vài chục lần, đúng không? Đó là cái câu chuyện mà chúng ta còn không mua được ở những cái vùng giá thấp đấy, mà chúng ta mua ở những cái đợt mà giá cao là khoảng 15, 20 đô, hay là những cái đồng coin khác ví dụ như là Solana. Vậy nếu như chúng ta nhìn lại thì chúng ta mua được ở những cái vùng dưới này thì ngay cả đu ở những cái vùng giá cao thì đến khi mà uptrend nhìn lại nó đều là một cái đường thẳng và có tỷ lệ ROI rất là cao. Hay ở trong mùa này nếu như chúng ta mua được ở những cái vùng khoảng 20 đô trở xuống ấy, chúng ta có cái tỷ suất lợi nhuận rất là cao đến thời điểm hiện tại đúng không? Ví dụ như đợt đấy thì mình nhớ là mình mua Solana ở đâu đó khoảng 10 đến 12 đô, nhưng mà đến lúc mà FTX sập ấy, đó thì mình cũng kiểu cắt ở cái thời điểm đó, mua ở 12 đô xong cắt ở 10 đô, nó sập về 8 đô, sideways một thời gian đây. Tuy nhiên là mình chia sẻ thế để cho các bạn thấy là để mà mua được ở những cái vùng giá tốt và giữ đến cái thời điểm mà dài hạn ấy, nó rất là khó khăn. Để mà vượt qua nỗi sợ hãi ở trong cái khoảng thời gian đó thì nó rất là khó luôn. Đó là cái mà các bạn cần phải trải qua đối với lại mỗi một cái đồng coin, hay là nhìn lại rất là nhiều những cái đồng coin khác ở đây đều ít tăng trưởng rất là mạnh. Ví dụ như là Dog ở mùa 2016, 2017 nó đã trải qua con sóng rất là lớn, và đến mùa 2020, 2021 thì nó vẫn tăng trưởng cực kỳ mạnh ở đây đúng không? Và chúng ta chỉ cần ước mong đó là chúng ta mua được những cái giai đoạn này, dù có đu đỉnh ở trong cái giai đoạn tích lũy như thế này, thì đến mùa uptrend thì nó đều mang lại cái tỷ suất lợi nhuận rất là cao. Ví dụ đây lên 0,5 đô thì đu đỉnh ở vùng 0,005 ấy, thì là tính ra là nó sẽ x khoảng 100 lần đúng không? Đó là đối với lại đó, thì ngay cả việc mà chúng ta mua, chúng ta đu đỉnh ở trong những cái mùa tích lũy thôi, hay là ADA ở đây cũng thế. Ví dụ như là chúng ta đu đỉnh ở cái vùng gọi là 0,1 đô đi ở trong cái mùa tích lũy ở đây, đấy là mua đúng đỉnh nha, chứ chưa nói là nó về khoảng 0,02, 0,03, 0,04 đâu. Thì giả sử như là mua 0,1 thì sau này khi mà nhìn lại ấy, nó lên khoảng 2,5 đô gần 3 đô ấy, chúng ta mua ở 0,1 đô thì sau đến mùa uptrend nó đều mang lại cái tỷ suất lợi nhuận rất là cao. Vậy thì chúng ta nhìn lại cái quá khứ ấy, thì nó thấy nó luôn là dễ dàng như vậy. Ngay cả chúng ta mua ở đúng những cái vùng đỉnh như thế, nhưng mà nếu mua uptrend ấy, thì nó đều có cái sự gia tăng rất là mạnh đúng không?
Còn đâu ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang đứng ở trước ngưỡng cửa thiên đường này, cũng như là đang ở trong thời gian sideways tích lũy giống như ở trong buổi trước mình vừa chia sẻ đó. Tuy nhiên thì để mà gồng đến uptrend cũng như là để mà XX tài sản cho cái mùa bull run nó thực sự có dễ hay không thì mình xin chia sẻ đó là nó không hề dễ dàng như thế nào. Trong cái quá trình mà để mà tiến tới uptrend ấy, để mà XX tài sản thì nó sẽ có rất là nhiều những cái sóng điều chỉnh làm cho chúng ta sợ chúng ta cắt đi, hay là có rất là nhiều những cái tin phụ ra ấy, để cho chúng ta không dám gom hàng. Mình lấy ví dụ ở trong những cái thời điểm như thế này, khi mà Ethereum nó điều chỉnh như thế này, sau này khi mà mùa uptrend nhìn lại thì vùng giá ở đây là những cái thời điểm vàng cũng như là những cái cơ hội rất là lớn để mà mua Ethereum giá rẻ hay là để tích lũy được coin giá rẻ. Nhưng mà nhìn lại bây giờ thì đâu có ai dám mà mua nhiều hay là tích lũy nhiều ở trong cái thời điểm hiện tại, đúng không? Đó là đối với coin nền tảng. Thế còn đâu là đa số chúng ta hold altcoin ấy, thì hold altcoin nó còn khó hơn rất là nhiều, bởi vì là trước khi mà đến cái sự bùng nổ rất là lớn thì altcoin ấy nó cũng trải qua rất là nhiều những cái đợt điều chỉnh lớn hay là tích lũy rất là lâu. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều những cái dự án ra, sau đó thì nó điều chỉnh rất là nhiều và làm cho chúng ta rất là chán nản. Mình lấy ví dụ ở đây Starknet là một cái dự án mà nó ra, sau đó thì nó điều chỉnh từ 2,4 đô về tới tận 0,3 đô, và nó đã điều chỉnh đâu đó khoảng 6-7 tháng rồi. Đó, hay là ví dụ như là Wormhole ở đây thì nó cũng điều chỉnh từ 1,3 đô về tới là tận là 0,2 đô, thậm chí là có lúc mà nó xuống 0,15, 0,16, rất là thấp đúng không? Hay là Manta đây này, đa số những cái đồng coin nó đều điều chỉnh rất là sâu. Ví dụ như Manta nó lên 4 đô, sau đó nó điều chỉnh về tận là 0,6 đô ấy. Rồi, ở đây các bạn nhìn thấy là con nào nó cũng có những cái xu hướng điều chỉnh như vậy. Thì mình mới nói rồi, để mà vượt qua được cái mùa gọi sideways tích lũy ấy, thì chúng ta phải trải qua những cái giai đoạn như thế này. Khi mà những cái đồng altcoin ấy, nó điều chỉnh rất là mạnh cũng như là rất là lâu, và nó sẽ còn sideways và tích lũy trong một khoảng thời gian tương đối dài ở trong cái vùng đáy. Nên là sau này khi mà chúng ta nhìn lại thì tất nhiên là luôn luôn thấy dễ, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì để mà vượt qua những cái đợt mà nó điều chỉnh như vậy thì nó không hề dễ một chút nào, đúng không? Mình thấy là ở thời điểm hiện tại là đa số các bạn sau khi mà trải qua những cái đợt sập hay những đợt điều chỉnh như thế này thì mình thấy là target của phần lớn mọi người cũng đều giảm xuống ấy. Tức là ví dụ như là trước đó thì mọi người kỳ vọng cái đồng coin của mọi người mua nó có thể là XX nhiều, ví dụ như là đặt kỳ vọng Starnet nó lên 10 đô hay 20 đô. Tuy nhiên thì bây giờ lại có nhiều người chỉ có mong muốn nó kỳ vọng đó là có thể là lên vùng 1 đô hay là 1,5 đô để mà có thể về bờ thôi. Đó, khi mà chúng ta trải qua những cái đau thương hay là những cái mất mát ở trong một khoảng thời gian vừa rồi thì cái target của chúng ta nó đã giảm xuống rất là nhiều. Nên là mình mới nói rồi, đó là khi mà chúng ta nhìn lại quá khứ, nhìn lại những cái đồng coin mà nó trải qua thì dù chúng ta có đu đỉnh hay là chúng ta mua không được cái vùng giá tốt ở trong cái mùa sideways tích lũy như đến mùa uptrend ấy, thì nó đều có cái tỷ lệ ROI rất là cao. Và khi mà chúng ta trải qua rồi thì chúng ta chỉ ước mong là được đu đỉnh ở những cái dự án đó ở trong cái mùa sideways và tích lũy. Tuy nhiên thì khi mà diễn ra trong market thì nó không hề dễ dàng như vậy á. Đó, ngay ở thời điểm hiện tại thì những cái đồng altcoin nó cũng đều chưa tăng trưởng lên nhiều, nó vẫn ở những cái vùng đáy. Thì đây là những cái cơ hội rất là lớn để chúng ta có thể là mua và gia tăng tài sản, hay là cũng như là tìm kiếm được những cái lợi nhuận rất là cao. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì đa số phần lớn mọi người đều sợ, ví dụ như là đầu tháng 10 hay là sang tháng nó lại có những cái nhịp điều chỉnh nữa chẳng hạn. Đó, thì đa số là không dám mua. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn về dài hạn ấy, thì ở những cái vùng giá như ở thời điểm hiện tại thì nó đều là những cái vùng giá siêu đáy luôn. Đó, tức là vùng giá cực kỳ thấp mà là ước mơ của rất là nhiều người khi mà mùa uptrend nó tới và khi mà mùa altcoin nó thực sự bùng nổ, thì ở những cái vùng giá như ở thời điểm hay là thậm chí cao hơn như thế này thì cũng là đều là ước mong của rất là nhiều người. Đó, thì mình chỉ chia sẻ như vậy để cho các bạn biết được, đó là trong cái quá trình mà chúng ta gồng lời hay là tiến tới uptrend để mà XX tài sản ấy,
thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn và những cái thử thách đó. Và để vượt qua những cái khoảng thời gian như thế này, chúng ta cũng phải trải qua rất là nhiều những cái tin tức mà nó sẽ phút ở trong cái thị trường này, làm cho chúng ta sao nhãng hay là làm cho chúng ta giảm target. Tuy nhiên thì các bạn chỉ nhìn lại quá khứ thì thường thường nhá, đó là những cái đồng altcoin mới ra ấy, thì sau khi mà lít sàn nó điều chỉnh, khi mà đến mùa uptrend thì nó đều vượt đỉnh cũ rất là xa, nên là các bạn có thể là nhìn vào đó để các bạn đưa ra những cái kế hoạch cũng như là cái target trong dài hạn. Thế còn đâu là trong ngắn hạn thì nó luôn luôn có những cái nhịp điều chỉnh ở trong ngắn hạn, khi mà có những cái tin tức xấu ra hay là nó có những cái đợt chỉnh nhẹ trong cái quá trình mà tiến tới uptrend, để cho các bạn có thể là rơi rớt hàng ở trong cái khoảng thời gian này. Thế còn đâu là cái target đặt ra của mỗi người hay cái kỳ vọng của mỗi người, thì mọi người cố gắng là đặt cái target nó mang tính dài hạn một chút, để cho cái việc mà những cái sóng chỉnh nhỏ trong ngắn hạn nó không làm cho chúng ta nao núng, như làm cho chúng ta sợ hãi rơi rớt hàng. Thì cái đó cũng là cái mà bản thân mình cũng luôn động viên hay là luôn suy nghĩ ở trong đầu, đó là những cái con sóng chỉnh ở trong ngắn hạn thì đều đều là cá mập nó muốn chúng ta rơi rớt hàng, nên là mình không bao giờ mình sợ những cái con sóng chỉnh ở trong ngắn hạn, mình đều nhìn ở trong dài hạn. Nhìn về sắp tới trong năm 2025 thì Bitcoin sẽ đạt đỉnh khoảng 150.000 đô chẳng hạn, hay là thậm chí cao hơn là 200.000 đô, thì khi đó altcoin nó sẽ bùng nổ rất là mạnh và có rất là nhiều những cái đồng altcoin nó ít rất là nhiều. Đó là cái mà mình nhìn về dài hạn, chứ còn đâu là mình không đánh những cái con sóng ngắn, mình không quan tâm để mà có thể là vượt qua được những cái khó khăn và những cái thử thách ở trong ngắn hạn đấy. Còn đâu là nếu chúng ta cứ luôn luôn suy nghĩ là phải thoát ra ở cái con sóng tăng để chờ nó điều chỉnh, thì rất dễ chúng ta bị rơi rớt hàng trước những cái đợt sóng lớn, đúng không? Thì đó là cái mà bản thân mình đặt ra cũng như là cái kế hoạch để mà có thể là gồng lời hay là có thể là tiếp tục chờ đợi đến cái mùa bull run để mà có thể là có được cái lợi nhuận tốt nhất theo cái mong muốn của bản thân. Tất nhiên là trong mùa này hay là ở trong mỗi mùa thì nó không phải đồng coin nào tăng, hay là ở mùa này thì nó ra rất là nhiều những cái đồng coin mới, từ coin nền tảng, coin meme coin thì nó hỗn hợp rất là nhiều, thì cái việc của chúng ta lọc dự án nó sẽ khó hơn. Thì đấy là do bản lĩnh của mỗi người hay là mỗi chúng ta đặt niềm tin vào những cái dự án nào và có đúng cái dự án mà nó sẽ tăng trưởng ích hay không, thì cái đấy cũng là một phần may mắn cũng như là cái kiến thức của mỗi người, cũng như là cái khả năng research của mỗi người để mà chọn ra dự án. Thì mình cũng hy vọng đó là chúng ta đều lựa chọn được những cái dự án tốt để mình có thể là tăng trưởng nhiều cho mùa uptrend các bạn nhé. Ok, thì trên đây là cái bài chia sẻ của mình về cái việc mà gồng lời cho cái mùa uptrend của mình, đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và ở bên đây này, đây là trên trang chủ Twitter của mình. Mình vẫn luôn chia sẻ những cái bài viết của mình ở mỗi ngày để các bạn có thể là tham khảo trong cái quá trình đầu tư của các bạn nhé. Cũng như là bên đây là cái kênh YouTube Ngọc Tuyên Crypto của mình. Trong kênh thì mình phân tích rất là nhiều những cái dự án tiềm năng để các bạn có thể là tìm hiểu đầu tư cho mùa 2024-2025 các bạn nhé. Và video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.